Xin chào các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị nước chấm, làm một món nước chấm ăn rất là ngon mà có lẽ là nhiều người ăn được. Nước chấm này thì mình có thể là mình chấm các loại mà như thịt luộc này, hoặc là các bạn cũng có thể chấm bánh cuốn này, chấm rất là nhiều món mà ăn cũng không bị quá là mặn. Thì nhiều đầu tiên là mình sẽ cho tỏi. Thì mình phải bóc tỏi các bạn ạ. Tỏi này thì khác với cái loại tỏi to ở ngoài chợ, nhưng mà tỏi này là tỏi bé hơn và thơm hơn, khó bóc một chút nhưng mà nó sẽ bù lại là sẽ là được cái mùi thơm nồng hơn. Còn nếu mà bạn nào không có thì cũng có thể dùng cái tỏi kia, cũng không khác là mấy các bạn ạ. Nhiều bạn thì có thể là sẽ không ăn được tỏi, tỏi sống như này, thì các bạn cũng có thể bỏ qua bước tỏi này nhá. Nhưng mà mình thấy là ăn tỏi này thì cái món nước chấm của mình sẽ trở nên thơm hơn và mùi vị sẽ ngon hơn. Mình sẽ đập nát và dã nhuyễn ra. Băm thật nhỏ nha các bạn. Và sau khi mà băm xong tỏi rồi thì mình sẽ có hai quả ớt. Ớt này rất là cay các bạn ạ. Mình sẽ cắt hai quả ớt này ra. Các bạn ăn được cay thì các bạn cũng có thể cho thêm 3 đến 4 quả tùy các bạn. Còn mình thì mình sẽ chỉ cho hai quả này thôi. Và sau đó thì mình cũng sẽ băm nhỏ như cái tỏi các bạn nhé. Và sau khi mà xong cái phần băm tỏi ớt rồi thì mình bắt đầu pha nước chấm thôi các bạn. Mình sẽ nấu theo cảm tính, để theo cảm tính nha. Đó là nửa cốc nước này. Sau đó là mình đổ một ít nước mắm vào. Cái này thì các bạn tùy các bạn ăn mặn hay ăn nhạt thôi. Mình sẽ là nước mắm này là mình dùng nước mắm Chin Su. Sau đó là một muỗng bột ngọt. Tiếp theo không thể thiếu đó chính là đường các bạn ạ. Mình sẽ để 3 muỗng đường. Cái này các bạn ăn ngọt hay ăn mặn mà chúng ta thay đổi nhá. Thì mình cũng để theo cảm tính, nếu mà mình thấy thử mà thấy chưa đủ thì mình lại cho thêm. Chứ mình cũng không có công thức gì rõ ràng các bạn ạ. Và một mình sẽ để tầm khoảng một nửa quả chanh.
cho nó khuấy đều lên. Để cho cái màu của nước mắm mình trở nên hấp dẫn hơn thì mình có cho một ít chinsu, tương ớt chinsu các bạn ạ, để màu của nước chấm mình đỏ hơn và nhìn nó hấp dẫn hơn. Sau đó thì mình cũng đánh đều ra. Và mình cảm thấy là chưa đủ ngọt nên là mình đã cho thêm 2 muỗng đường nữa các bạn ạ. Và mình cắt thêm một nửa quả chanh cho vào tiếp. Sau khi mà thử đã thấy ok rồi thì bước cuối cùng mình mới cho tỏi ớt vào. Mình sẽ cho tỏi ớt vào sau cùng để cho nó nổi lên đẹp hơn, nhìn đẹp hơn. Khi mà các bạn muốn pha nước chấm mà thật đẹp thì các bạn nên để tỏi với ớt ở sau cuối cùng nha. Và cuối cùng là cho một ít thơm mùi để nước chấm được thơm hơn và nhìn nó hấp dẫn hơn khi mà cái nước chấm của mình có thêm một ít màu xanh các bạn. Vậy là xong rồi đây các bạn. Bát nước chấm của mình đã hoàn thành rồi và mình có thể mang đi chấm bánh cuốn này, chấm phở, chấm bún hoặc là chấm thịt luộc cũng rất là ngon.